Xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại kênh Phụ Tùng Mitsui Sen Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là chắn bùn lòng dè hay chắn bùn lòng bánh. Nằm trong lòng bánh có anh em gọi chắn bùn lòng bánh và cho nó có anh em gọi chắn bùn lòng dè của dòng xe Mitsui Outlander Sport, tức là phiên bản Outlander từ 2015, 2016, 2017. Còn đến năm 2018 thì Outlander ra một phiên bản Outlander chứ không phải là Outlander Sport nữa. Lúc đấy xe Outlander là Outlander 7 chỗ, còn cái này là Outlander Sport phiên bản 5 chỗ. Đấy, thì cái chất liệu được làm bằng nhựa và nằm ở trong lòng bánh để nó chắn khi mà bánh của chúng ta quay thì nó tất cả những bùn nó sẽ lên trên này, lên trên cái chắn bùn lòng dè này, và nó bùn nó sẽ giữ lại cái chắn bùn lòng dè này. Thì khi phải lách cái chắn bùn lòng dè này chính là cái hốc lốp này thì nó giữ cách âm cho cái của dòng xe Mitsubishi. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe, nó bị rách mất cái chắn bùn lòng bánh này thì bắt buộc anh em phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi được chuyên nhập khẩu phân phối tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy anh em nhu cầu thay thế thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Đấy, các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng của tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.